mừng năm mới. Kính mời quý khách tham dự đêm ca nhạc dạ vũ thứ bảy tuần này 6 tháng 2 với sự góp mặt của nam danh ca Tuấn Anh và nữ ca sĩ Lam Anh. Vé có bán trước tại Phương My, 15 Mỹ Kim. Vũ trường Baby chúc mừng sinh nhật 50 tuổi của ca sĩ Trần Tiến, cũng như tất cả quý anh chị và các bạn có birthday cuối tuần này. Baby trân trọng kính mời 832-388-6342. Anh như là được lặng thinh, em như lửa nóng bừng lên, trời khiến xui tan nên duyên kiếp này.